các bác đã quay trở lại kênh YouTube của em Mạnh Audio. Và ngày hôm nay thì em Long mới về được với 3 cặp B3 CE3K12 do sản phẩm của Loa Phương Bắc 30 côn 76-19 và sử dụng một họng chép PNC hàng bãi xịn các bác nhé. Loa tình trạng rất đẹp và nó có màu trắng nhìn rất là chất và độ đẹp của nó thì nó rất là xuất sắc. Chỉ có một số các cái vết bập khi mà vận chuyển thôi. Này các bạn có thể ở chập trơn hoặc để nguyên để cho đúng độ zin của nó đều được các nhá. Tương quan của nó này cong không gì này, thùng không móp này, không bị sức sát quá nhiều này và vẫn giữ nguyên được cái độ trắng nguyên bản của cái dòng sản phẩm loa CE3K các bác nhá. Loa bass 30 này, côn 76 này. Và cái sản phẩm này thì nó là hàng chất. Như cái dòng loa B3 thì full 30 thì rất nhiều những cái dòng sản phẩm của em đã về hàng trong năm 2023 và đây là những cái đôi loa đầu tiên trong lô hàng mới năm 2024 để chào bán với các bác. Những cái cặp loa này thì nó đẹp xuất sắc và các bác có thể nhìn thấy là những cái chất liệu e-căng của nó được làm rất là cứng cáp và chắc chắn là các bác gõ không bị phồng phành này. Đấy, một đường gân kẻ giữa này, lỗ được đột CNC này, nó rất đẹp và chắc chắn này. Phía sau nó thì vẫn có các cái tấm mút để tránh bụi bẩn để lọt vào khe từ các bác nhé. Và khe từ hoặc là màng mát các bác nhé. Và cái dòng sản phẩm này ấy, thì đây logo của nó ở chính giữa và nó có thể là xoay đa hướng các bác nhé. Nó xoay đa hướng chúng ta có thể là để ngang hay để dọc hoặc là treo lên hoặc là để chân đế phía dưới nó có cái lỗ cắm các bác nhé. Dòng sản phẩm này ấy, thì nó là dòng sản phẩm hàng chất và hôm nay em tuyển chọn được 3 đôi để xuất sắc để giao lưu chào bán với các bác và em xin phép được quay về phần bát của dòng sản phẩm này. Bát của dòng sản phẩm này ấy, thì nó sử dụng côn 76-19 bác này, cái màng của nó này. Đấy, gân vải tầm dầu lụa sóng 36 các bác nhé. Offer lồi các bác này và cái màng của nó ấy, thì nó được làm bằng giấy xếp nhiều lớp rất là cứng cáp và giấy dặn. Cái màng của nó này zin hết các bác nhé. Đây các bác này, các bác nhìn là cái nhện của nó này vàng óng, chưa có vết cậy các bác nhé. Đây các cái mặt bích các bác này, mặt bích và lâm châm mấy kiểu này. Đấy, xương gang đặc trưng của cái dòng sản phẩm của B3 các bác nhé. B3 thì nó là cái hàng chất và tất cả những dòng sản phẩm của B3 ấy thì nó đều dập các cái lô sản xuất cũng như là series của nó các bác nhé. Đấy, các cái chấu này, dâu dẫn loa này nó được bọc rất là cẩn thận. Nói chung là các dòng B3 tại vì sao em chỉ nhập loa bãi thì chỉ nhập các cái dòng sản phẩm hàng dòng, ví dụ như là B1B này, Audio Center này, B3 này. Đấy, những cái dòng hàng dòng ấy thôi chứ em không làm các thương hiệu khác. Tại vì trên thị trường rất nhiều loại, bên kia rất nhiều các bác nhé. Nhưng mà em chỉ làm những cái dòng là sản phẩm hóa chất thôi. Lô nào chất thì em mới nhập về thôi. Đấy. Và em không ô lô bán mớ mà em tự chọn các bạn. Đấy. Đấy, xuất sắc rồi. Đây cửa hàng em mặt đường nên là nó hơi bị ồn một chút, mong các bác thông cảm các bác nhé. Đấy. Tất cả zin của nó ấy. Dòng sản phẩm này thì không phải miêu tả nhiều tại vì nó rất là chất rồi. Và đặc biệt là dòng sản phẩm này sẽ sử dụng chép BMC xịn các bác nhé. Chép BMC nó quá nổi tiếng rồi. Chép PNC nó là một trong những dòng chép mà nó có cái tiếng chép nó dịu nhất và hỗ trợ lời karaoke rất tốt. Phễu chép màu đỏ các bạn này thì rất là đẹp và nó tinh tế các bạn. Đây, phễu chép của nó là 360 độ các bạn nhá. Nó không hướng tập trung về chiều ngang hoặc là nó không tập trung về chiều dọc các bạn mà nó phủ 360 độ các bạn. Đấy, chép PNC tiếng sáng lắm các bạn. Các bác nhìn thấy đấy. Nhìn các cái nước gân của nó này. Đấy. Gân mặt bích và gân mặt bích này, lấy cả cái các cái đốc của cái côn chép này thì làm kim loại các bác nhá. Đốc chép là kim loại hết các bạn. Nói chung là cái hàng này là chất. Nói chung là hàng chất. Đây xin phép là quay phía sau của loa ra thì các bác có thể là xem thông số của sản phẩm. Em vừa quay em vừa nói nên là nó một số cảnh hơi rung, bác thông cảm giúp em. Đây phía sau của loa CE3K12 nó sử dụng loa bass 30 các bác này. Em xin phép nó quay xa ra một tí đây. Em quay xa ra một tí đây. Đấy, em xin phép được quay thông số của nó đây. Giải tần số từ 45Hz đến 18kHz này. Công suất đáp ứng là 220W này. Công suất thực tế nó có thể hơn quá nhá. Công suất thực tế nó phải lên 350W đến 400W. Đầu vào là 94dB này, chịu kháng 8 ohm này. Loa lọng 21 cân một thùng này các bác này. Đừng dắt loa các đấu vào đây nhá. Và link ra các loa khác ở đây này các bác này. Tất cả đều có cái mã số của sản phẩm này, B3 Q3 QC Bass này.
kiểm định an toàn sản xuất này các bác này. Đấy. Logo, cái logo của nó B3 này, phía dưới là diễn giải cho logo này. Và cái phần model của sản phẩm là C3K12, sản phẩm này rất chất các bác nhá. Hiện tại đầu năm bên em đã có rất nhiều cái chính sách hỗ trợ cho anh em nào đang muốn lựa chọn những dàn karaoke cũng như là muốn lựa chọn những dòng loa bã chất. Và sau đây thì em sẽ sâu cái thùng và phân tần của sản phẩm này để các bác cùng nhận. Vâng, và sau khi em đã tháo bát chép của nó ra thì em xin phép được sâu nội thất ở bên trong phân tần của dòng sản phẩm này. Các bác có thể nhìn thấy cấu trúc thùng của nó là thùng cân các bác nhé, là thùng cân hai lỗ thông hơi ở trước mặt này, và tiếp theo là thùng được táp rất nhiều các cái tê góc để cho làm chắc chắn này. Mút tiêu âm ở trên này, và này mút tiêu âm trên và dưới này, quanh cái khu vực bát các bác nhé. Đây, và tiếp theo ấy, nó là phân tần của nó này, sẽ gồm có hai cuộn cản này, 5 trở sứ này, và một 3 tụ điện các bác nhé, 3 tụ điện. Và các bác có thể nhận thấy là cái dòng sản phẩm của V3 phân tần của nó rất là gấu, và tất cả sản phẩm này thì nó phân tần của nó thì dùng linh kiện chung các bác nhé, và nó chỉ thay đổi cái số lượng và các chỉ số của phân tần các bác nhé, chỉ số của tụ điện và chỉ số bên trong các IC linh kiện các bác nhé. Còn đâu là nó sẽ sử dụng chung một dạng cấu trúc vỉ như vậy các bác ạ. Sẽ có cuộn cản, sẽ có tụ và sẽ có trở sứ các bác nhé. Kiểu cấu trúc nó của dòng V3 nó là thế các bạn. Và tiếp theo đó là các cái dây dẫn của nó này, được làm rất là chắc chắn này, dây dặn này, được bọc cái nỉ ở bên ngoài này các bạn này. Dòng V3 nó làm rất là cẩn thận và chắc chắn các bạn. Ta xin phép quay lại lần nữa cái phần chép của V3 C3K 12 sử dụng chép BMC các bạn nhé. Chép BMC nó rất là nổi tiếng các bạn, thực sự nó rất là nổi tiếng, rất là chất các bạn. Vâng, và sau đây em sẽ đến với một số cái phần test để các bác cùng cảm nhận. Em sẽ ghép vào một chiếc đài liền vang để các bác cùng cảm nhận chất âm của cái đôi loa C3K 12 này, sử dụng bass 30, subdriver, chép BMC các bác nhé. Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười vui, tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng, bởi mình nghèo nên chi đứng nép ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đang với ai? Em giờ đây nỡ quên mối tình thơ ấu. Oh.
1 2 5 6 1 2. Vâng, và vừa rồi là phần giới thiệu cũng như là review nội thất của dòng sản phẩm xe 3K của B3, và vừa rồi cũng là một số các phần test để các bác cùng cảm nhận chất âm của dòng sản phẩm này. Thì em xin phép được dừng video tại đây để tiếp tục đóng đơn hàng và lên kênh những video về dòng sản phẩm khác, và mong các bác ủng hộ kênh bên em bằng cách là bấm đăng ký, và cái việc đăng ký này nó hoàn toàn miễn phí các bác nhé. Bác nào mà muốn theo dõi những video mới nhất của SBX Audio thì các bác bấm vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất các bạn. Và dòng sản phẩm này đang có mức giá hỗ trợ rất là tốt. Các bác vui lòng liên hệ với số máy 0986088095 để bên em báo giá cụ thể các bác nhé. Và em xin phép được báo giá qua để các bác tham khảo, đó là đôi loa này chưa đến 13 triệu các bác nhé. Chưa đến 13 triệu các bác nhé. Với một cái mức giá rất là vừa phải các bác nhé. Thì các bác liên hệ với số máy 0986088095 để bên em có thể là hỗ trợ các bác với một mức giá tốt nhất các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.